thế được mà. Thôi, của anh thôi, không cần. Mọi người ơi, mình ăn xe tổ. Xe có trứng nha. Ủa, trứng sống ạ? Trứng sống. Tàu sắp tới rồi. Nhìn tàu đẹp không mọi người? Tàu này là tàu về vẫn bình thường ấy, tuyến nhiều tuyến metro à. Đẹp lắm, đẹp long lanh. Tàu này vẫn cũ ấy. Ga tàu điện là Nhật. Ga tàu điện là Nhật đẹp không? Mọi người đẹp không? Quạt đĩa. Ui đắt thế. Cái này. Giá một cái đĩa này rất là đắt nha mọi người nhá. Khoảng 350 nghìn. Một cái chén rất là đắt. 300 320. Sợ nhỉ. Vào Hyakkin Daiso đẩy. Ồ, 600.000 cái đĩa. Đi thôi, sắp tới quán rồi mọi người ơi. Chỉ là loạn. Từ thôi. Qua đường, qua đường. Chạy đèn đỏ như kiểu chạy chạy loạn ấy. Hay mắt chơi ai á? Hôm nay mình đã đến quán rồi. Hôm nay mình sẽ ăn ở quán Matsuya nha mọi người nhé. Quán này là cửa hàng gọi món tự động. Mọi người đi cùng mình nha. Matsuya. Oh yeah. Xe hàng hơi đông. Không biết có vàng nhỉ. Quán cũng đẹp phết. Đang xếp hàng nha mọi người để mua. Thank you.
日本語Nói tên này. Tên này là trong quán, ăn trong quán này. Ăn đây, ở trên đây là menu nhé mọi người nhé. Ăn thịt, thịt bò này. Ăn thịt bò này, ăn đu đông này, cà rê này. Bò ăn cà rê này. Em ăn cà rê à? Anh ăn cà rê rồi. Anh ăn cà rê rồi, anh ăn nữa. Giờ thì ăn beef curry. Anh ăn gì? Xếp tổ nhá. Hay là ăn xếp tổ nhá. Xếp tổ gì đây em ơi? Đây là thịt lợn này. Đây là thịt lợn này. Thịt bò này. Thịt bò này. Xô xô đi. Xô thôi. Ừ. Nhưng mà anh ăn thế nào? Yêu Messi. Đây. Cái này hả? Ừ. Mai à? Phụ chữ đi. Nhanh mất thời gian. Ăn kiểu chủ động. Bắt đầu nó có mới có là thìa đút. Ừ, nó trong kìa. Đấy. Đâu nhỉ? Có một tấm màng. Cắt cái phía. Của em là xế tổ. Đúng. Vâng. Của em không đi rau à? Đúng. Anh quay xế tổ này. Nhìn thấy được mà. Thôi, có anh thôi. Mọi người ơi, mình ăn xế tổ. Xế có trứng nha. Ủa, trứng sống à? Trứng sống. Mình sẽ đánh nó lên như này. Cảm ơn. Mượt đấy. Nha mọi người nhá. Xong mình dưới lên cơm. Ừa. Ừa. Tuyệt vời. Còn mình ăn xếp tổ nên là sẽ có rau xanh mát này, nước canh và cơm thịt bò.
tiếng Việt gọi là gì? Đồ đế xin vượt này. Đồ đế xin vượt. Nước sốt. Mình sẽ cho nước sốt này. Trộn đều nha mọi nha. Và bây giờ là chén. Mời mọi người ăn cùng mình. Mà thì mình phải dúng vào đây cho nó tiệt trùng vì nước canh này rất là lắm. Ok chén. Nên ăn bằng thìa thì dễ hơn. Nếu như kiểu mới hết cách hết giãn cách xã hội xong đông với nhỉ, quá đông rồi. Nhật vẫn chưa hết dịch mà sao? Đúng. Đúng. Mọi người thấy bát cơm của mình ngon không? Cơm thịt bò với cả trứng sốt. Tuyệt vời đấy. Ăn xong rồi mang bát ra rửa nhé.
Ngon lắm mọi người ơi. Ngon cực kỳ mà rất là rẻ. Một xe tổ như mình của mình ăn á là chỉ có 500 yên thôi, 100.000 tiền Việt. Ăn hết chưa? Chưa chồng. Ăn rau cơ. Mình đã ăn hết bát cơm thịt bò với trứng sống rồi nha mọi người nhá. Rất là ngon. Ăn trứng sống cũng ăn. Xong rồi. Uống nước canh nữa. Ăn hết bát rau sống rồi. Giờ mình sẽ uống nước canh. Lúc trước mình mua món hàng ở cây tự động rồi, mình chỉ việc để nguyên vị trí này và mình đi về thôi. Uống nước. Okay.
mình đi về đây. Ăn trong vòng 15 phút. Ăn rất là nhanh, chỉ có 15 phút xong bát cơm.